mô giáp phận hoa tát vương Phật. Nam mô Đắc Thế Gian Công Đức Đại Hải Phật. Nam mô Bảo Sư Tử Lực Phật. Nam mô Phổ Trí Hải Vương Phật. Nam mô Hồng Liên Thiện Hóa Tràng Phật. Nam mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thanh Phật. Nam mô Phổ Công Đức Vô Thắng Uy Đức Phật. Nam mô Thắng Tuệ Hải Phật. Nam mô Trí Nguyệt Hoa Quân Phật. Nam mô Hương Quang Uy Đức Phật. Nam mô Kim Cương Tràng Phật. Nam mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật. Nam mô Bất Khả Hằng Phật Pháp Tự Tại Tuệ Phật. Nam mô Hồng Liên Quang Minh Phu Môn Phật. Nam mô Đại Tinh Tấn Thiện Tí Trí Tuệ Phật. Nam mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam mô Bất Khả Hằng Phục Diệu Uy Đức Phật. Nam mô Nhất Thí Công Đức Thắng Tâm Vương Phật. Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam mô Đoạn Chương Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật. Nam mô Diệu Công Đức Thắng Tuệ Phật. Nam mô Quá Chư Quang Minh Thánh Quang Minh Phật. Nam mô Diệu Cao Sơn Nghi Đăng Phật. Nam mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.
Quang Minh Hóa Vương Phật. Nam Mô Tự Trí Tịnh Hạnh Phật. Nam Mô Sư Tử Nhãn Diệm Vân Phật. Nam Mô Đại Hải Thiên Diệm Môn Phật. Nam Mô Giác Thủ Phật. Nam Mô Trí Thắng Phật. Nam Mô Vô Lượng Vị Đại Thánh Thiên Phật. Nam Mô Mạng Pháp Giới Biến Chiếu Phật. Nam Mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam Mô Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu Phật. Nam Mô Chiếu Thắng Huy Đức Vương Phật. Nam Mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật. Nam Mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật. Trí Sai Biệt Phật. Nam Mô Chỉ Năng Luân Tràng Phật. Nam Mô Pháp Giới Luân Phật. Nam Mô Nhất Thiết Phật. Nam Mô Bảo Thắng Vương Phật. Nam Mô Nguyệt Đăng Phật. Nam Mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật. Nam Mô Vô Trước Trí Tràng Phật. Nam Mô Sư Tử Phật. Nam Mô Nguyệt Trí Phật. Nam Mô Nhật Chiếu Phật.
phóng phổ quang minh thể công đức hải vương Phật. Nam mô vô biên quang minh pháp giới trang nghiêm vương Phật. Nam mô trường tí Phật. Nam mô cao kiến Phật. Nam mô phổ chiếu thập phương quang minh thanh hóng hư không biến chiếu Phật ở thế giới vô cấu địa bình đẳng quang minh. Nam mô phổ môn kiến diệu quang minh Phật ở thế giới thanh tịnh hoa trì trang nghiêm. Nam mô vô biên công đức phổ quang Phật ở thế giới vô biên công đức trụ trì. Nam mô phổ quang minh hư không kính tượng Phật ở thế giới diệu cao thắng nhiên đăng. Nam mô hỷ lạc kiến hoa hỏa Phật ở thế giới nhất thiết diệu thanh thiện ái văn. Nam mô bảo diệu cao sơn nghiêm năng Phật ở thế giới diệu thanh trang nghiêm. Nam mô thiện hóa pháp giới thanh tràng Phật ở thế giới nhất thiết bảo sắc trang nghiêm quang minh chiếu. Nam mô kim cang quang minh điện thanh hóng Phật ở thế giới hương tạng kim cang trang nghiêm. Nam mô bất khả hàm phục lực nguyệt Phật ở thế giới diễm thanh. Nam mô pháp thành tuệ hóng thanh Phật ở thế giới bảo hồng liên nhan thác trang nghiêm vô cấu. Nam mô quảng sinh danh trí đắc Phật ở thế giới năng dự lạc thế giới thập phương. Nam mô sư tử quang minh mạng túc công đức đại hải Phật ở thế giới thủ vô cấu thiện vô cấu la vọng. Nam mô đại trí vô hoa quang minh Phật ở thế giới diệu hoa tràn chiếu. Nam mô cao trí chủng chủng hoa quang minh Phật ở thế giới vô lượng trang nghiêm giang thác. Nam mô phổ mạng pháp giới tràn nhãn Phật ở thế giới vô biên trang nghiêm. Nam mô diệu tuệ thượng thủ Phật ở thế giới bảo trú phổ quang trang nghiêm.
việc văn minh tràng Phật ở thế giới Tu Phương. Nam mô thiện giác tịnh uy đức Phật ở thế giới vô cấu tạng trang nghiêm. Nam mô nhất thiết chủng lực hư không nhiên đăng Phật ở thế giới bảo quang minh thân. Nam mô nhất thiết chư đáo vĩ ngạn tướng tại hải uy đức Phật ở thế giới bảo thủ anh lạc thành tựu. Nam mô đại nhất thiết trước thị tác Phật ở thế giới luân trần phổ cái. Nam mô đại sân quảng công đức hóm chiếu Phật ở thế giới bảo mang diệu tràng. Nam mô vô sai biệt trí quang minh công đức hải Phật ở thế giới bất khả tư nghị trang nghiêm phổ trang nghiêm quang minh. Nam mô vô biên pháp giới vô cấu quang minh Phật ở thế giới vô tận quang minh trạch tràng. Nam mô thanh tịnh bảo kính tượng Phật ở thế giới phóng bảo diễm hoa. Nam mô vô chướng ngại phóng tấn quang minh hóng Phật ở thế giới uy đức diễm tạng. Nam mô Phổ Bảo Quang Minh Phật ở thế giới Bảo Luân Bình Đẳng Quang Trang Nghiêm. Nam mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật ở thế giới Đàn Hương Thụ Tu Tràng. Nam mô Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật ở thế giới Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Phóng Tấn Thiện Quán Phật ở thế giới Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu. Nam mô vô chướng ngại trí thành tựu Phật ở thế giới vô vi sắc hình tướng. Nam mô bất thoái chuyển pháp luân hóng Phật ở thế giới phổ diễm vân hoãn nhiên. Nam mô thanh tịnh sắc tướng hoa uy đức Phật ở thế giới chủng chủng bảo trang nghiêm thanh tịnh luân. Nam mô vô chướng ngại nhật nhãn Phật ở thế giới cứu cánh thiện tu. Nam mô quá pháp giới trí thân quang minh Phật ở thế giới thiện tác kiên cố kim cang tòa thành tựu thắng. Nam mô bảo quản cự Phật ở thế giới thập phương trang nghiêm vô chướng ngại.
Nam mô Phổ Quang Minh Hoa Vương Vương Phật ở thế giới sai biệt sắc quang minh. Nam mô Phổ Kiến Diệu Công Đức Quang Minh Phật ở thế giới bảo môn chủng chủng tràng. Nam mô Phổ Thập Phương Thanh Vân Phật ở thế giới bảo đảm tác tu quang minh. Nam mô Trí Thắng Diệu Cao Vân Phật ở thế giới tự tại bảo kim cang tạng. Nam mô Thi Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật ở thế giới bảo y tòa thành tựu thắng. Nam mô Phổ Trí Tràng Thanh Vương Phật ở thế giới thanh liên hoa trang nghiêm. Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Ý Nhiên Năng Phật ở thế giới bảo trang nghiêm chủng chủng tạng. Nam mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật ở thế giới hương thắng vô cấu quang minh. Nam mô Phổ Môn Trí Biến Chiếu Khống Phật ở thế giới nhật tràng lạc tạng. Nam mô Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh Phật ở thế giới hương trang nghiêm khoái tạng. Nam mô Pháp Vân Điện Quang Phật ở thế giới bảo sư tử hỏa quang minh. Trên đây là 6.000 vị Phật.